Ngày 14 tháng 5, Công an thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình cho biết đang điều tra vụ một người đàn ông cầm súng đến nhà chủ nợ, bắn loạn xạ. Người gây ra vụ việc nói trên là Nguyễn Đức Quý, 40 tuổi, trú tổ dân phố Thọ Đơn, thị xã Ba Đồn. Người này đã bị Công an thị xã Ba Đồn bắt. Vụ việc xảy ra chiều ngày 12 tháng 5. Theo thông tin ban đầu, từ chính quyền địa phương, thời điểm trên ông Phan Covid, 40 tuổi, trú tổ dân phố Minh Lợi, phường Quảng Thọ, đang ở nhà, thì bất ngờ ông Quý xông vào nhà dùng súng bắn liên tiếp 6 phát đạn. Loại súng ông Quý cầm là súng ngắn, rất may vụ việc không gây thương vong. Camera an ninh của gia đình ghi lại được hình ảnh Quý dí súng vào đầu ông Vít. Bà Lý, mẹ ông Quý vào can ngăn thì ông Quý chuyển qua dí súng vào bà Lý. Sau đó ông Vít vang xin thì Quý mới không bắn bà Lý. Vụ việc đã gây náo loạn cả khu dân cư quanh nhà ông Vít. Theo người nhà ông Vít, ông Quý trước đó có mua vật liệu xây dựng tại cửa hàng của vợ ông Vít để xây nhà. Tuy nhiên, ông Quý không trả hết tiền mà nợ lại 25 triệu đồng. Đến chiều ngày 12 tháng 5 thì ông Quý đem súng đến nhà ông Vít gây ra vụ việc nói trên. Cơ quan công an cũng đang điều tra nguồn gốc và đạn mà ông Quý đã sử dụng để bắn vào nhà ông Vít.